Trần Hưng Audio xin chào toàn thể các bác nhé. Chào các bác đã đến kênh Trần Hưng Audio. Các bác hãy xem và đăng ký cho kênh Trần Hưng Audio nhé. Thì hôm nay bên Trần Hưng tiếp tục lại về 8 con đẩy MX. Dòng này sử dụng 20 sò NJV kép. Tâm đẩy này chơi cực kỳ sáng các bác nhé. Các bác chơi gia đình rất ok. Thì Trần Hưng báo giá luôn. Con đẩy này giá thành là 3.900.000 không bao ship cho anh em. 3.900.000 nhé. Đấy. Dòng đẩy này bên Trần Hưng bán ra cho các bác là cam kết nguyên zin, không sửa chữa dù là vết nhỏ nhất. Đấy. Hàng rất đẹp, đẹp xuất sắc. Đây là một con đẩy có hoàn toàn cả nắp. Đấy, nắp của chị trên nó không xước sáp mới nhá, rất đẹp này. Đấy. Một con đẩy MX ES 2650. Con này công suất chuẩn của nó là 600W một kênh. Cho các bác có thể chạy hai cặp bát 25 hoặc là một cặp bát 30, cặp bát 25. Rất ok. Dòng này chơi gia đình rất lành các bác nhé, tiếng rất sáng. Bây giờ em sẽ thử test cho các bác nghe. Riêng con đẩy này chạy một đôi full 30 coi 76 từ 19. Con đẩy này sẽ chạy từ điện thoại vào trực tiếp vào đẩy này luôn, không qua thiết bị vang và nâng tiếng, đánh cực kỳ mạnh luôn các bác nhé. Đấy, con đẩy này lên đến 12 giờ thôi mà không chạy qua vang hoặc nâng tiếng gì mà tiếng rất mạnh, rất sáng. Rất sáng anh em nhé. Thế những các dòng đẩy khác mà vẫn kịch lên chạy nguyên đẩy, vẫn kịch lên vẫn còn yếu. Còn chưa lên được hết bát chép, nhưng con này chỉ vẫn đến 12 giờ thôi là lên rất mạnh. Thì giá con đẩy này bên Trần Hưng bán cho các bác là giá là 3.900.000 các bác nhé. Trần Hưng cam kết cho các bác là nguyên zin, không sửa chữa dù là lỗi nhỏ nhất. Rồi cảm ơn tất cả các bác đã xem và theo dõi của video của Trần Hưng. Các bác xem và đăng ký cho kênh Trần Hưng Audio nhé. Chào tạm biệt các bác.